chuối đâu rồi? Chính xác. Tiếp tục con cá. Xong rồi đến cái gì nhỉ? Châu cá cổ. Chính xác. Chỉ xếp thế nào nhỉ? Yeah. Tiếp tục nào. Con rùa. Con gì? Con rùa. Chính xác. Cái kẹo. Rồi. Sai rồi. Có đúng không nhỉ? Như nào nhỉ? Đây là cái gì hả bố? Tulip. Tiếp nào. Đúng chưa, đúng chưa? Sao đầu con vịt nó bị sao thế kìa bảo? Đây mà nó dưới này mà. Bố muốn nhìn lại đi, cái đầu con vịt nó khớp chưa? Rồi, tiếp nào. Tiếp tục. Tiếp đi, tiếp đi. Con chắc. Thuyền. Chính xác. Thuyền. Gì nữa nào? Bây giờ đến cái nào nữa nào? Cây thông. Rồi. Sau cái thông họ đến. Bông hoa. Cẩn thận. Chạm vào chỗ kia. Tiếp tục. Cái đuôi nó. Đây là con gì? Chính xác, con sư tử. Quả dâu. Tiếp tục nào. Hào ngựa. Cái đuôi là ngựa. Cái vợt. Rồi, còn cái gì nữa? Con gà. Rồi. Thế được rồi. Đây. Rồi, chính xác rồi. Yeah.